Hello, xin chào các bạn, là mình đây. Thì rất lâu mình mới quay trở lại và từ hôm nay mình mới giới thiệu cho các bạn là từ game This World of Mine, một trong những từ game mà mình đã hứa hẹn là mình sẽ giới thiệu và review lúc mà mình mới bắt đầu review game. Thì bây giờ mình sẽ set up và sẽ chơi demo cho các bạn biết về từ game này ha. Thì từ game này mình cũng rất là phân vân là không biết có nên review cho các bạn hay không, tại vì là hiện tại thì mình vẫn chưa một lần chiến thắng cái game khi mà chơi game này, và mình cũng đang học cách chơi từ một bạn ở trên group. Vì thế nên là nếu mà mình có hướng dẫn sai hay là có gì sai sót thì các bạn hãy comment cho mình biết để mình rút kinh nghiệm ha, tại vì mình cũng đang học chơi mà mình chưa có chơi thành thạo game này đâu. Thì đó cũng là lý do là tại sao mình rất là phân vân khi mà mình review game này, tại vì là thường thường những game mình review thì mình đã chơi rất là nhiều lần và đã chơi thành thục rồi. Riêng game này thì mình không chơi giỏi lắm, và một điều đặc biệt đó là tại vì từ game là từ game sinh tồn, và khi mà bạn chơi nói chung là nó sẽ mang lại cho các bạn cảm giác là rất là chán nản và buồn. Tại vì ví dụ như là các bạn đang đi ăn đêm thì lại gặp đi ăn đêm trúng một tòa nhà bị sập hoặc đổ nát, hoặc là gặp lính cứu tia gì đó là bạn sẽ chết ngay đó luôn. Và khi bạn chết thì những người còn lại ở nhà thì họ cũng suy sụp và họ cũng sẽ tự tử thôi. Nên đây là một tựa game khá là nặng đô, và mình cũng phải cảnh cáo mà khi như là đưa ra lời thận trọng để các bạn lựa chọn chơi và mua game này hay không. Tại vì sau nhiều lần chơi thì mình cũng đã muốn bán game này rồi, tại vì chơi rất là đau bút luôn. Đó thì thôi, không nói dài dòng, là thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn set up và chơi demo cho các bạn một ngày một đêm ha. Ok, thì đây là game của mình đây các bạn ạ. Thì đây là phiên bản tiếng Tây Ban Nha nha các bạn. Tại vì là mình đã kiếm mua phiên bản tiếng Anh, nhưng mà tất cả các trang web ở bên này đều sold out hết, đều hết hàng hết. Và mình lúc đó thì mình không còn cách nào khác, thì mình phải mua phiên bản tiếng Tây. Thì cũng rất là khó khăn, tại vì là mình ở Tây Ban Nha hơn 2 năm rồi, nhưng mà mình chủ yếu giao tiếp bằng tiếng Anh là chủ yếu thôi, nên là mình không có những cái từ mà tiếng lóng, hay là mình không có hiểu được nghĩa, nên là mình cũng và các bạn biết là game này thì nó có một quyển sách thế này và gồm hơn 2.000 chương, thì toàn là tiếng Tây không. Thì có một giải pháp cho các bạn là các bạn có thể download một cái app This World of Mine Board Game, thì cái app đó nó sẽ có tiếng Anh và nó có thể thay thế bằng cái cuốn sách này. Thì đây là những cái ký hiệu của game mà mình còn giữ lại làm kỷ niệm đây. Đó, và đây là cái map của mình, thì xíu nữa mình sẽ mở ra ha. Đó, thì cái map của mình cũng có hai mặt, là mặt bình thường và mặt mùa đông. Thì nó sẽ phát các bạn hai cái kiểu như có zip thế này, thì các bạn có thể đựng những cái khảo và những cái icon, những cái item mà các bạn không sử dụng tới. Và đây là kiểu như là một cái tờ giấy, hay là một cái nó phát cho mình một cuốn sổ luôn đó. Thì các bạn có thể lưu game, ví dụ như là nếu các bạn đang chơi giờ đó, thì các bạn có thể lưu game lại trên cái tờ này. Thì mình cũng có in cái tờ như vậy bằng phiên bản tiếng Anh đó. Và đây là cái cuốn kiểu như là cái cuốn
chơi đó thì cũng là tiếng Tây luôn đó. Thì nó sẽ xíu nữa mình sẽ giải thích về cuốn này sau ha. Và cái cuốn này thì mình cái tên này ngày cuối cùng thì mình chưa bao giờ mình chơi tới ngày cuối cùng cả, tại vì là toàn là 3-4 ngày sau là chết thôi, nên là mình cũng chưa có sử dụng tới cái tờ này đó. Thì cái này là tờ gốc của nó, là tờ ở game của nó nè, là lưu game đó. Nó có một sắp thế này đây, và cái tờ này là cái tờ mà hướng dẫn chơi, nhưng mà mình dịch mình in từ cái bản tiếng Anh cho dễ đọc đó. Và đây là các item và các card trong game đó. Thì những cái card này xíu nữa mình sẽ giải thích sau ha. Đó, mình sẽ lấy ra. Ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn về các item bên này. Thì đây là các nhân vật của chúng ta. Chúng ta cũng có 12 nhân vật như là các bạn biết đó. Thôi thì đó, các bạn sẽ đặt ở đây. Và đây là những icon màu xanh. Thì trong này gồm có là rau nè, thức ăn thô nè, rượu nè, thảo dược nè, thuốc lá nè đó. Sách là các bạn để phía bên này rồi đó. Thì đây là những cái icon màu xanh, và đây là những icon màu vàng và đỏ như là bên gạc nè, thuốc nè, thuốc thảo dược nè, đường nè, và cái đó. Thì anh gồm những cái thứ đó. Và icon màu xám thì gồm có là mảnh sách nè, đàn gãy nè, sáng, lóc tiết, rồi những cái phụ kiện để mà các bạn có thể xây tại nhà đó, xây cái workshop đó. Và đây là các icon mà thể hiện về cảm xúc như là đói, buồn nè, bị thương nè, và như là mệt mỏi nè đó. Và đây là những cái icon như là bị ốm nè đó. Và đây là nó sẽ có cho bạn 3-4 cái con xúc xắc thế này, 3-4 con xúc xắc thế này. Thì cái xúc xắc màu đỏ là khi các bạn gặp các bạn sẽ tung xúc xắc này khi mà các bạn gặp người dân mà gặp lính mà có vũ khí. Và cái xúc xắc màu vàng là cái vũ khí như là dao, rìu đó, thì các bạn sẽ tung xúc xắc này khi bạn có vũ khí này. Và cái xúc xắc màu xám thì các bạn sẽ tung khi mà các bạn chiến đấu với tay không. Và cái xúc xắc màu đen là cái xúc xắc mà bạn sẽ sử dụng rất thường xuyên để mà khi mà những cái nào mà có ký hiệu xúc xắc thì các bạn sẽ tung. Và các vật dụng như là đây là component nè, đó, thành phần nè, gỗ thì đây, nước nè, và các mảnh màu như thế này đây đó. Và đây là các lính đây, C1 B ABC. Thì những cái lính này khi mà mình lật cái ba lên thì mình sẽ biết là họ sẽ trang bị cái gì. Và đây những cái icon màu đỏ thì là những icon vũ khí ha, như đây là súng AK này, đây là dao nè, đây là súng lục nè, và nó có những cái icon như là rìu nè đó, là đạn, rồi là những icon này là sẽ có màu đỏ
Và cái comment này thì là cái ký hiệu này là ký hiệu lạnh này. Đó. Còn những ký hiệu mà Y, F, H gì thì đây thì mình chưa sử dụng bao giờ. Đó, mình cũng không biết. Đó. Thì đây là cái toàn bộ cái hộp của mình. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách setup ha và chơi thử cho các bạn. Thì đây là cái bản đồ và setup game của tụi mình đây. Thì bây giờ mình sẽ giải thích từng cái một ha. Thì như các bạn thấy là những cái card bên này là những cái đồ mà mình sẽ phải khám phá của nhà của mình. Thì đây là các bạn thấy là cái cửa bằng sắt và phải cưa ra đúng không? Và cái đây là nội thất này. Thì các bạn thấy đây là cái thang. Thì các bạn đây là khi các bạn đã đặt điểm xuất phát của các bạn. Đây là điểm xuất phát của các bạn và đây là cái chỗ để mà chỗ gác này. Và đây là cái chỗ mà để ngủ trên sàn nhà này. Thì các bạn phải đi khám phá theo thứ tự là ví dụ bắt lại lên cầu thang thì các bạn thấy một cái đống đồ nát đây, một cái đống rác đây thì các bạn phải dọn dẹp cái đống rác này trước. Và để dọn dẹp cái đống rác này thì các bạn phải cần một người và một cái xẻng hoặc là hai người để các bạn dọn cái này. Thì đó, khi bạn dọn này rồi các bạn mới được mở cửa hoặc các bạn có thể mở cái cửa này, cái cửa khó nè. Thì để mở cái cửa này thì các bạn phải dùng lockpick và sau đó thì các bạn sẽ dùng cái con xúc xắc màu đen để các bạn tung và nó sẽ có là từ 1 cho tới 3 hay là tới 4 đó là các bạn sẽ không được mở và từ 4 cho tới 10 thì các bạn sẽ được mở cái cửa. Và khi các bạn mở cửa thì đây là một cái đống đồ nát tiếp đây và đây là kiểu như là một cái đống lộn xộn nhưng mà nó có đồ đó. Thì cái đống này là đống rác là không có đồ rồi. Cái đống này sẽ có đồ. Và trên này là đồ nó thất thì các bạn phải đi kiểu như là phải theo thứ tự. Ví dụ như là để muốn các bạn muốn mở được cái nội đồ nó thất này thì các bạn phải dọn được cái đống này cái đã. Đó, thì đây là những cái đồ mà các bạn sẽ phải khám phá trong nhà của các bạn. Còn đây là cái mục location, có nghĩa là cái mục mà địa điểm mà các bạn sẽ đi ăn đêm. Thì nó sẽ có, khi mà đây là mình đã xáo trộn rồi thì bạn sẽ bắt bất kỳ để vào bên này, là cái này là địa điểm gần đó. Thì mình thấy là mình đang bóc cái gì đây, như là một cái nhà đồ nát kia đó. Và đây là kiểu như là vị trí bình thường kiểu như là giữa đó, medium đó. Đó, và mình đây là vị trí xa. Thì tại sao mà nó có ba vị trí xa gần như vậy? Thì ví dụ như là bạn muốn chọn cái địa điểm vị trí gần thì bạn khi mà mình đang đi ăn đêm á thì bạn sẽ thấy cái số này không? Là cái số này là cái số thẻ bài của khám phá. Thì tương ứng với cái số này thì bạn sẽ được bóc 14 lá bài ở cái mục này. Đó, và tương tự thì chỗ này thì các bạn sẽ bóc 12 lá bài và chỗ này các bạn sẽ bóc 10 lá bài. Thì cô này là cô lạnh. Thì khi mà các bạn mở, ngày đầu tiên các bạn mở ra thì các bạn sẽ thấy là họ sẽ kêu các bạn là thêm vào một hoặc hai icon lạnh. Thì khi mà các bạn có icon lạnh ở đây thì các bạn phải xây lò sưởi để mà đốt hai gỗ thì các bạn sẽ xóa được một cái icon lạnh ở đây. Thì đây là cái chapter của chúng ta đây. Thì cái này người ta bảo là các bạn sẽ set up như sau. Thì các bạn sẽ set up là các bạn sẽ đặt cái chapter, ba cái chapter final ở dưới cùng. Đó, thế này. Sau đó thì các bạn sẽ đặt chapter 3 lên trên. Và sau đó các bạn sẽ bắt bất kỳ ba cái chapter, bốn cái chapter này
để mà các bạn đặt lên chapter 3. Thì bây giờ mình sẽ 1 này, 2 này, 3 này, 4 đó. Thì sau đó các bạn sẽ đặt chapter 2 lên. Và sau đó các bạn sẽ đặt ba cái lá bài này. Ba cái chapter này, 1 này, 2 này, 3. Và sau đó đặt cái chapter 1 lên. Và xong, đó là xong cái setup của cái chapter của chúng ta. Còn đối với cái này thì là cái mục tiêu. Thì khi các bạn đạt hoàn thành cái mục tiêu này thì nó sẽ có thưởng và nó sẽ có phạt. Thì để setup cái này thì các bạn sẽ có một cái mục tiêu final, mục tiêu cuối cùng. Mục tiêu rồi. Đây. Đây là mục tiêu cuối cùng, và sau đó các bạn sẽ chọn bất kỳ hai cái lá bài. 1 này, 2. Và cái mục tiêu này thì khi các bạn mở lên á thì các bạn sẽ đặt ngửa để các bạn biết là bạn ghi nhớ mục tiêu, và kiểu như là sẽ kết thúc một cái chapter thì các bạn phải hoàn thành mục tiêu đầu tiên. Cứ như vậy. Thì ví dụ như là mình sẽ mở mục tiêu đầu tiên á, thì mình khi mà hoàn thành hết ngày thứ tư là kết thúc cái chapter 1 thì mình phải hoàn thành mục tiêu này. Nếu mình không hoàn thành mục tiêu này thì họ sẽ có thưởng, sẽ có phạt tùy theo cái lá bài. Thì đây là setup của cái mục tiêu, lá bài mục tiêu. Thì những cái lá bài này khi các bạn không dùng tới thì các bạn sẽ đưa ra khỏi ra chơi ha, không dùng tới nữa. Và đây là cái mục mà một khách ghé thăm, thì nó sẽ có những vị khách ghé thăm các bạn kiểu như là để trao đổi hoặc là để xin ở nhờ đó. Và đây sẽ là cái mục mà nhân vật của chúng ta, 12 nhân vật có 12 lá bài và có những cái tính cách và những cái điểm mạnh điểm yếu khác nhau. Thì khi các bạn chọn nhân vật chơi thì các bạn sẽ chọn một nhân vật có lá bài màu đỏ, nghĩa là nhân vật này có nhiều lợi ích hơn, và hai lá bài màu đen là những nhân vật mà có ít lợi ích hơn, mình nghĩ là như vậy. Thì đây là hai cái mục xây dựng của chúng ta. Thì đây là cái lá bài màu xanh, chúng ta là những cái lá bài mà các bạn có thể xây ngay luôn đó. Thì nó gồm có rất là nhiều thứ, như là đây là gì đây, radio nè, tất cả những thứ mà trên game PC của chúng ta có luôn, như là radio, giường, cái workshop để mà nâng cấp hoặc là xây dựng này kia, bếp là có hết. Và những cái này thì các bạn có thể xây được luôn. Và những cái này là những cái mà các bạn phải nâng cấp. Thì khi các bạn có cái này thì các bạn được xây cái này. Và cái này là cái lá, một cái mục là số phận. Thì khi mà các bạn mở đầu, khi các bạn ăn đêm xong vào ngày mới á, thì các bạn sẽ sau khi lật cái lá bài mà rủi ro và ban đêm xong thì các bạn sẽ lật lá bài số phận này để biết là cái số phận của ngày đêm hôm đó là thế nào của mỗi nhân vật. Và đây là cái lá bài kiểu như là cơ hội ha. Thì họ sẽ cho bạn những cái cơ hội, như là các bạn không phải bóc cái lá bài rủi ro ban đêm nè. Chúng mình sẽ có rất là nhiều, và các bạn khi các bạn bắt lá bài đây xong thì các bạn sẽ được bắt hai lá bài này, và các bạn sẽ được chọn một trong hai để giữ lại và sử dụng cho game. Và cái lá bài này là cái lá bài màu sắc. Thì cái lá bài này khi bạn bóc thẻ bài lên và họ kêu bạn bóc cái thẻ bài này để xác định cái màu thì các bạn sẽ bóc cái này đó. Và
Đây là cái lá bài như nãy mình nói với các bạn là lá bài này là lá bài khám phá, thì nó sẽ có những khi mà bạn chọn địa điểm thì các bạn sẽ bóc số lá bài ở đây tùy theo cái địa điểm mà bạn đã chọn. Thì đây là cái kiểu như là những cái gì mà bạn kiếm được ở trong game, ở trong cái chỗ nào thì nó sẽ hiện lên. Ví dụ như là khi các bạn tìm bên đây là các bạn tìm được cái nội thất hay là cái đống đồ nát, thì các bạn sẽ được, nó sẽ cho các bạn là được bật lật cái lá bài lên để mà các bạn biết là các bạn chỗ đó nó có gì. Ví dụ như mình lật lá bài này lên thì mình thấy là đồ nội thất này là mình sẽ kiếm được một cái electronic này, và một cái mảnh điện này, và một cái thuốc thảo dược đó. Thì cái đây là mình sẽ sử dụng cho cái việc này. Và đây là cư dân, và đây là cái rủi ro vào ban đêm, khi bạn đi ăn đêm. Thì hai cái lá bài này thì nó sẽ có, ví dụ như là cái lá bài, nó sẽ có những cái lá bài nó có cái hình dấu sao này. Thì khi các bạn setup game đầu tiên á, thì các bạn sẽ phải lấy ra, tại vì những cái đây là những cái cư dân nguy hiểm, và những cái này là những cái khách ghé thăm rất nguy hiểm luôn. Thì cứ mỗi một ngày khi các bạn lật cái lá bài này lên rồi á, và xong xuôi hết lật lá bài số phận và lá bài cơ hội này kia, thì các bạn sẽ thêm hai lá bài nguy hiểm này vào. Thì các bạn có thể chọn là các bạn có thể thêm hai lá bài cư dân nè, hoặc là thêm hai lá bài rủi ro ban đêm, hoặc là một lá bài cư dân, hoặc là một lá bài vào lá bài rủi ro ban đêm vào cái mục này để mà tăng cho cái độ khó. Thì đây là setup của trò chơi đây, và mình đã chọn ra ba nhân vật để mà bắt đầu chơi. Thì lúc nãy mình giới thiệu thiếu các bạn à, thì đây là ba cái lỗ hổng trong nhà và các bạn phải lắp đầy đây. Thì ví dụ như là các bạn xuống cầu thang bên này, các bạn có cái cửa, bạn cưa được cái cửa sắt bên này và các bạn khám phá đây rồi. Và nếu các bạn muốn thích đống đồ nát ở đây thì các bạn phải lắp cái lỗ hổng này thì các bạn mới qua được. Và để lắp cái lỗ hổng này thì các bạn phải xây workshop và các bạn phải dùng component vào gỗ để mà lắp đầy đó. Thì đây là ba nhân vật. Thì khi bắt đầu mỗi nhân vật thì nhân vật sẽ có level đối thứ hai. Thì ý nghĩa của các chấm trắng và chấm đen thì như thế nào? Thì hai khi các bạn có một chấm đen thì các bạn sẽ trừ bớt một hành động. Thì bây giờ ví dụ như là nhân vật Bruno của chúng ta đây, tất cả nhân vật đây thì đều có hai hành động. Và các bạn phải giữ cho sao nhân vật không đói thêm, không mệt mỏi này, không bị thương, để mà cái số chấm trắng nó còn nhiều để mà các bạn có thể thực hiện nhiều hành động đó. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu thôi. Thì khi bắt đầu thì các bạn sẽ để nhân vật ở đây, và mỗi nhân vật nó sẽ có một cái màu sắc tương ứng với cái màu sắc ở đây để các bạn biết là nhân vật nào đang làm gì. Thì tất cả các nhân vật chúng ta là đều hành động chung một thời gian các bạn à. Chỉ cái điều các bạn sẽ chọn nhân vật hành động trước hay sau thôi. Và những và đặc biệt là ví dụ như là các bạn tìm thấy cái vật phẩm thì các bạn không thể sử dụng ngay được, và các bạn phải sử dụng rau thứ hai. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ mở cái chapter này ha. Thì cái chapter này là nó nói gì nào? Thì nó kêu là nó kể về cái cuộc chiến thôi, và nó hướng dẫn về cách xếp cái lá bài mà thử thách, lá bài mà festival mình đã giới thiệu cho các bạn là cái lá bài thử thách đó. Và như vậy thôi. Ok.
thì mấy ngày đầu tiên thì chưa có gì đặc biệt. Theo thì mình sẽ đặt ở đây. Hai, thì ví dụ như là bây giờ nhà mình để nhân vật xe beta chúng ta khai thác cái này, và nhân vật Bruno khai thác cái này thì và nhân vật Salata là mở cái khó này đi đó. Và khi muốn mở khó này thì phải có cái lockpick. Thì đó, thì khi mà bây giờ là row đầu tiên ha, thì bây giờ mình sẽ khám phá từng cái ha. Thì đây, à và mình chưa giới thiệu là khi bắt đầu thì mỗi cái ngang chế độ của chúng ta sẽ có gồm là 4 thành phần này, 4 gỗ này, 2 nước này, một cái sáng, một cái lock pick và 2 đồ ăn thô. Đó. Bây giờ đây, bạn Zelda đây phải còn cái lock pick. Thì bây giờ mình sẽ mở cái mình thoáng bên này ha. Thì đây là sẽ gồm là một cái miếng mảnh đạn vụn này, một đường này, 5 cái component và 2 gỗ này. Đó, bây giờ mình sẽ lấy và cho vào kho. Lên 2 gỗ này, 5 component. Một cái mảnh đạn. Và một cái đường. Đây. Đây là tất cả những gì mà có trong cái hình xoắn này thì sẽ được nhặt về kho thôi. Và khi các bạn xong cái thế này thì các bạn sẽ đưa nó ra khỏi những game đó. Và đây là xem thử là bạn Bruno tìm được cái gì này, thì bạn ấy tìm được là 5 gỗ và 5 cái component. Thì đây, các bạn sẽ đưa vào kho chúng ta và loại bỏ cái thẻ này khỏi game. Thì đây là bạn Zelda, thì bạn ấy có lockpick. Thì bây giờ mình sẽ tung xúc xắc ha. Đây, 4. Thì mình sẽ kiểm tra thử là 4 là có được mở khó hay không. Thì đây các bạn thấy là từ 1 tới 3 là sẽ không mở khó được, và từ 4 tới 10 là sẽ mở khó được. Ok, thì bây giờ mình sẽ mở được cái này. Thì sẽ mở được một cái miếng gia dụng ha, và một cái gỗ. Hiện tại thì mình đã hết gỗ rồi. Ok, mình sử dụng thêm một cái gỗ. Và khi mình ấy thì mình sẽ bỏ thế này ra khỏi. Bây giờ tiếp tục row thứ hai các bạn ha. Thế các bạn nhớ là lockpick này mình đã sử dụng một lần, thì
sẽ bị mất ha. Đó, back vào. Và bây giờ sẽ row thứ hai. Thì bây giờ là mình thấy là mình nên xây, mình sẽ tìm cái đồ nội thất đó mình xây. Thì mình thấy là mình nên xây một cái giường. Tại vì các bạn biết sao không? Thì cái giường là nó có chức năng là thế này. Nó có chức năng là nó sẽ khi mà các bạn ngủ thì nó sẽ giảm hai cái mệt mỏi cho một cái người mà nằm ở đây. Đó. Thì khi mà các bạn giảm cái đó thì các bạn sẽ được thêm hành động thôi. Là mình nghĩ là mình nên xây cái này. Thì cái này sẽ mất hết là 4 gỗ và 3 cái component đúng không? Đó. Thì và nó sẽ tốn một hành động ha. Thì bây giờ mình sẽ cho Bruno xây cái này. 4 gỗ nè. Và 3 component. Đó. Để đây. Và cho Bruno xây. Ok, thì mỗi nhân vật còn lại thì có 2 hành động. Thì bây giờ mình sẽ tìm hành động thôi. Ok, thì mình thấy là mình tiếp tục xây đi. Mình sẽ thay thêm một cái là sưởi đi. Rất là nhiều ha. Đây là cái lọc nước này. Đây cái lọc sữa chúng ta đây. Thì xây cái này sẽ mất hết 3 gỗ và 5 component. Thì mình sẽ cho xe vệ tà. Đây xây 3 gỗ này và 5 component. 2 3 4 5. Đây, cho xe với ta xây. Thì bây giờ mình sẽ có một hành động nữa. Thì mình thấy là bây giờ đồ nội thất của mình hiện tại là còn bao nhiêu đây. Thì bây giờ mình sẽ xây cái gì đây? Mình nghĩ là mình nên xây một cái một cái workshop đi ha. Tại vì đây là một workshop chúng ta này. Mà không biết là gỗ và component có còn đủ hay không. Thì các bạn thấy là đây, khi mà xây workshop này thì mình cần là 5 component, 3 gỗ và một cái miếng điện tử có điện vậy đó. Đó. Thì khi mà các bạn xây cái này xong á thì các bạn sẽ dùng một cái component và 4 gỗ để các bạn có thể lắp đầy cái lỗ hổng, một lỗ hổng này. Sau đó các bạn có thể dùng hai cái component để làm thành một cái miếng cơ điện và hoặc là một cái miếng điện này, miếng gia dụng hoặc là một cái miếng điện này. Các bạn có thể dùng một component để các bạn có thể, một thành phần là các bạn có thể xây một cái lọc này đó, và các bạn có thể chữa một guitar này, dùng một miếng guitar hỏng và hai component và một gỗ để các bạn có thể để làm một cái, tạo thành một cái guitar. Thì mình thấy là hiện tại là mình có cái nhân vật này thì cô ấy rất là cần cái đàn đó. Thì mình sẽ xây cái này, thì không biết có đủ không nè. Thì gồm là 3 gỗ. Đây, mình có 3 gỗ đây. 1, 2 3 đây. 5 component đây. 4, 5 và một miếng gia dụng. Ok.
thì là đủ để xay cái này rồi. Thì mình sẽ cho mình sẽ cho salata xay đi. Đó. Thì ok, kết thúc roll thì tất cả đã được xay xong. Mình sẽ bake lại lên. Thì đã kết thúc roll của hành động của ba nhân vật rồi. Thì ok, trước khi ăn đêm thì chúng ta sẽ... Ok, thì bây giờ đã kết thúc cái roll hai hành động của ba nhân vật rồi. Thì bây giờ các bạn thấy là cái kho lưu trữ chúng ta thì không còn nhiều nữa. Thì bây giờ là các bạn muốn trước khi ăn đêm á, đi ăn đêm thì các bạn sẽ phải cho nhân vật ăn và uống. Thì bây giờ mình sẽ cùng mở một số ra để vào cái phần mà cho ăn uống ha. Thì đây đây mỗi nhân vật sẽ uống một nước, và nếu cho mỗi nhân vật mà không uống nước á thì các bạn sẽ phải tung xúc xắc màu đen. Thì từ kết quả từ 1 tới 5 thì các bạn sẽ bị nhân vật sẽ bị tan đói một lần, và kết quả từ 6 tới 10 là nhân vật sẽ tan một lần buồn đó. Ok, thì bây giờ mình chỉ có hai nước thôi, nên là bây giờ mình sẽ có một nhân vật không uống nước. Ok, thì bây giờ mình sẽ cho salata và Sveta uống nước ha. Bây giờ mình sẽ tung xúc xắc cho cái bạn Bruno này. Ok, ba thì bạn Bruno phải tan đói một lần rồi. Ok, bây giờ bạn Bruno có đói level 3. Ok, và bây giờ đây thứ hai là cho ăn. Thì mỗi nhân vật sẽ đối với cho ăn nhân thức ăn thô thì mỗi nhân vật sẽ tan một lần đói. Và thức ăn này là thức ăn nấu chín này, thức ăn hay là canned food này thì sẽ được tan hai lần. Và đây là rau thì không tan không giảm, và nếu mà không cho ăn thì sẽ bị giảm một lần đói, một level đói. Thì thấy là bạn Bruno đây là bị giảm một lần level đói rồi, nên là mình bây giờ mình sẽ cho bạn ấy ăn để bạn ấy tăng lên một. Cho Bruno ăn và cho Sveta ăn thì Sveta sẽ bị đói, giảm đói một level thôi. Bruno thì sẽ bị sẽ được đó level 2 thôi đó. Còn bạn này thì sẽ được đói level 1. Ok, thì chúng ta đã sẵn sàng đã đi ăn đêm rồi. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ chọn người đi ăn đêm. Thì các bạn thấy nè, đây cái thứ ba chúng ta thì đây cái chỗ này là cái chỗ mà số hành lý mà mỗi nhân vật có thể mang theo. Đây thì bây giờ mình sẽ chọn Bruno và Sveta để mình có được bảy free spare á, đúng không? Ok, thì mình sẽ chọn hai nhân vật. Thì khi mà mỗi nhân vật mình đi ăn đêm á thì sẽ bị một cái level mệt mỏi. Thì giờ là mình sẽ cho cái level mệt mỏi cho hai nhân vật của chúng ta. Đây, một level mệt mỏi. Và Sveta thì bạn ấy đang
mình sẽ cho, mình đang phân vân là mình không biết mình cho bạn ấy gác hay là mình sẽ cho bạn ấy nằm đây. Mình sẽ cho bạn ấy mình sẽ cho bạn ấy gác đi. Thì khi bạn ấy gác thì bạn ấy sẽ bị level mệt mỏi ha. Tiêu rồi. Ok. Party gà là mệt mỏi. Ok thì bây giờ là mình sẽ cho Salata nè và Bruno. Lần này thì gác thôi. Thì bây giờ mình sẽ lựa chọn này. Lựa chọn cái địa điểm mà mình sẽ đi này. Thì bây giờ mình sẽ đi cái địa điểm này đi, địa điểm gần này đi. Thì địa điểm này sẽ có 12 lá bài. Thì đây là cái mà âm thanh tiếng ồn các bạn ạ. Thì mỗi nhân vật thì khi bắt đầu thì các bạn sẽ đến level 1 đây ha. Ok, bây giờ mình đã sắp lá bài này rồi. Bây giờ mình chỉ lấy 12 lá bài thôi. 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Và các bạn sẽ đặt ở đây và từ từ khám phá thôi. Thì bây giờ mình sẽ mở lá bài đầu tiên ha. Ok. Thì bây giờ chúng ta thấy cái cửa này. Thì chúng ta sẽ có hai lựa chọn. Là chúng ta chỉ nhìn qua cái bàn mắt. Và các bạn có thể trả lại một cái lá bài này. Một lá bài này. Và bóc tiếp lá bài khác. Hoặc là các bạn mở cửa vào. Và các bạn tăng cái level đây lên 1. Sau đó các bạn sẽ tung xúc xắc. Thì tung tung xúc xắc để làm gì? Thì các bạn tùy thuộc vào cái level mà chúng ta ồn mà chúng ta đang có. Thì ví dụ như là mình tung xúc xắc mà dưới cái level của cái thanh màu đỏ này thì mình sẽ gặp một cư dân, phải bóc một cái thẻ bài ở cư dân đây. Còn nếu mà các bạn bằng hoặc là trên cái level mà của cái level màu đỏ đây thì các bạn sẽ bình yên vô sự, sẽ không phải bắt cái lá bài cư dân đây gì hết. Nên bây giờ mình sẽ lựa chọn là mình không muốn mất một cái thẻ khám phá của mình, là mình sẽ chọn là nâng một cái nâng tiếng ồn lên một level và mình sẽ tung xúc xắc. 2, ok, mình đi vô sự. Ok, bây giờ mình sẽ lật tiếp lá bài thứ 2. 1 cái điều xấu thì họ chỉ nói các bạn là tung xúc xắc thôi. Ok, thì số 9 nên là bình an vô sự, không có gì hết. Đó. Ok, mình sẽ lật tiếp. Hy vọng là không may mắn rồi. Thì đây, họ báo chúng ta là sắp một cái lá bài, lấy một cái lá bài bất kỳ của cái lá bài màu sắc và đối chiếu với cái màu sắc ở trên cái map chúng ta và giải quyết
và sau đó sẽ tìm tình huống trong cái cuốn quyển sách mà các chương của chúng ta đấy và giải quyết. Ok, thì bây giờ mình sẽ bóc một cái, mình đã sóc rồi đây, bây giờ mình sẽ bóc thôi. Thì đây là màu xám, thì các bạn thấy là đây là cái map chúng ta, cái địa điểm chúng ta đây. Thì đây, màu xám là tương ứng với chương 783. Ok, bây giờ mình sẽ mở chương 783 ra để mình tìm câu chuyện đằng sau ha. Ok, bây giờ mình sẽ tìm cái chương đó ở đây. Thì đây là cái chương của chúng ta đây, nó có một câu chuyện. Ok, thì đây là cái câu chuyện của cái chương 783 đây. Cái này nói về một cái người cha với một đứa con. Thì người cha bị cái hàng xóm trả thù, bị đánh mù mắt và đứt tay, sau đó đứt cánh tay. Và chúng ta cùng hỏi thăm thôi, và đây là một cuộc trò chuyện của chúng ta với họ. Và bây giờ chúng ta sẽ có hai lựa chọn. Thì bây giờ chúng ta sẽ hỏi họ là cái bọn người mà đã đánh cha của cô ấy là đang ở đâu, và chỉ cho chúng ta là cách để tìm họ. Và lựa chọn thứ hai thì chúng ta sẽ bình luận là cái cuộc trả thù này là đều có lý do hết, và nếu nó xảy ra thì mình không thể còn cái nào khác, thì chỉ bây giờ chỉ mặc kệ người ta thôi. Thì bây giờ mình cũng không muốn, tại vì bây giờ hiện tại tụi mình không có vũ khí gì hết, nên là cũng không có thể chiến đấu nữa, nên là mình sẽ chọn phương án thứ hai, có nghĩa là mặc kệ họ thôi và trở lại game thôi đó. Thì nó như vậy, thì mình sẽ tiếp tục bóc lá bài thôi. Họ nói là bây giờ là ở đây có một có người rồi, và mình phải tăng tiếng ồn lên 3. 1, 2, 3. Ôi, tiếng ồn của mình bây giờ là 5 level rồi này. Ok, thì bây giờ mình vẫn tiếp tục thôi, nãy giờ thì không có tìm được gì cả. Họ nói mình là bây giờ là phải đi hướng khác thôi, hoặc là có lựa chọn thứ hai là mình sẽ phải lên cái xúc xắc mà màu xám này cho sẽ bị thương, nên là ok, mình sẽ chọn phương án thứ hai là mình phan đầu tiên là mình sẽ bỏ ba cái lá bài để mình đi hướng khác. 1, 2, 3 để mình đi hướng khác, mình bóc lấy thẻ bài khác thôi, chán quá. Ok, thì bây giờ là họ hỏi mình á là nhìn vào cái map mà mình đang khám phá là cái map này, thì nó có cái cửa sắt cần cái cưa hay không. Thì mình thấy là cái này
không có có, hay là mình bỏ qua, mình không có có khe về cái lá bài này. Thôi nãy giờ mình chỉ còn hai lá bài thôi. Mình tìm được một cái gì nữa này. Ok, thì mình tìm được cái đống đồ nát. Thì mình có ba lựa chọn. Thì đầu tiên thì mình sẽ bỏ qua cái lá bài này, hay là mình sẽ bỏ hai cái lá bài mình đang có và tăng lên một cái tiếng ồn, hoặc là mình tăng một tiếng ồn và sau đó là mình thấy xúc xắc đen. Thì mình thấy là bây giờ hiện tại tiếng ồn của mình là đã 5 rồi nên, và mình chỉ có hai cái cạc này thôi. Nên bây giờ mình sẽ lựa chọn một phương án an toàn là mình sẽ bỏ hai cái cạc và tăng tiếng ồn lên 1 là 6, để mà mình tìm mình bắt bất kỳ một lá bài này để mà mình khám phá là mình tìm được gì trong cái đống đồ nát này ha. Ok, đây thì mình tìm được cái màn thoáng đây là mình tìm được một cái đàn guitar gãy nè và một cái vỏ đạn đó, rất là tốt, tại vì là hiện tại là Slata còn một cái đàn gãy để mà có thể thể lắp lại. Đây, đàn guitar gãy đây. Và các bạn sẽ khi mà các bạn thấy cái xúc xắc này này thì các bạn sẽ có thể lăn xúc xắc để mà các bạn tìm ra cái vật phẩm đặc biệt trong cái này. Đây là kết quả này, tìm từ 1 tới 4 là không tìm thấy gì cả, nhưng mà từ 5 tới 6, từ 5 tới 10 là sẽ có những cái vật phẩm này. Bây giờ mình sẽ lăn xúc xắc thôi. 6, ok, thì bây giờ mình xem thử là số 6 là có gì. Producto Químico. Ok, cái này đây. Ok, thì mình đã tìm ra được ba cái này rồi. Và cũng kết thúc cái cuộc hành trình của mình luôn, tại vì mình đã hết cái thẻ rồi. Thì ok, đây, tổng cộng thì bây giờ mình cuộc khám phá hôm nay thì mình cuộc ăn đêm hôm nay thì mình chỉ tìm được chừng này thôi. Thì rất tiếc là không tìm được lưu thuật gì hết, nhưng mà tìm được cái đàn này thì cũng đỏ rồi nè. Và bây giờ mình sẽ đây là một chúng ta sẽ nhìn ra những cái đồ mà chúng ta có thể chắc chắn lấy được, lại đem về được và không tốn mất trọng lượng, tại vì là bạn không có nhìn thấy cái hiệu màu đen này. Thì cái hiệu màu đen này các bạn sẽ bị mất một cái chỗ trong cái kho đồ của bạn, và cái này thì các bạn sẽ đem về chắc chắn. Thì Bruno và Salata thì có 7 chỗ trống, thì này chỉ đem cái này thôi là vậy, vẫn còn dư 6 chỗ trống. Thì 6 chỗ trống này các bạn có thể chọn vật phẩm để các bạn đem về. Thì các bạn sẽ chọn là nước, hoặc là gỗ, hoặc là thành phần. Thì bây giờ mình sẽ lấy 3 nước nè. Thì mình còn dư 3 chỗ nữa. Thì mình sẽ lấy là 2 gỗ đi và một thành phần, nữa là đủ bảy chỗ trống của cái gian hàng. Và bây giờ mình sẽ về thôi. Ok, thì bây giờ là tụi mình đã kết thúc cái cuộc ăn đêm của tụi mình rồi, và bây giờ tụi mình sẽ về được nhà. Thì việc đầu tiên các bạn về nhà thì các bạn phải mở cái thẻ rủi ro ban đêm cho các bạn biết nè. Ok, thì cái thẻ này nói gì nè. Thế này nói là
có người đột nhập vào ban đêm và họ đã lấy đi 3 điểm của cái vật phẩm của các bạn, và bắt đầu từ cái vật phẩm mà mắc tiền nhất. Thì đây là những cái vật phẩm mà tối hôm qua mình đi ăn đêm, nên là nó không được tính vào cái vật phẩm mà bị lấy trộm khi mà đột nhập. Thì đây là cái vật phẩm mà ở nhà của tụi mình đây. Thì các bạn nhìn thấy những cái thanh, những cái số điểm màu vàng này là những cái số điểm tương ứng với cái vật phẩm. Thì mắc tiền nhất thì đây, đây là 3 điểm đó là mắc tiền nhất này. Nên là mình chỉ bị mắc cái đường này thôi. Ok, không quan trọng. Và may mắn là không may mắn là không bị thương Harry Dash này. Đó. Ok. Thì rất là may mắn là không có ai bị thương hết. Và tốt. Và bây giờ thì tụi mình sẽ bắt một lá bài số phận, là hai lá bài cơ hội. Ok. Thì bây giờ mình sẽ mở cái lá bài. Đầu tiên là cái lá bài số phận đi ha, để xem nó có cái gì nè. Thì đây là cái lá bài số phận. Ok, thì nó nói thế này, nó sẽ nói là các bạn thêm một bệnh, một level bệnh cho tất cả các nhân vật mà đang bệnh nhưng mà không có được uống thuốc. Thì mình, nho mình, tụi mình không có nhân vật nào như vậy. Và phần nói thứ hai là có thể cho nhân vật uống thuốc. Uống thuốc đi thì không có nhân vật nào mà đang bệnh hết. Và sau đó là họ nói thế này, họ nói là nếu mà có một cái thanh trạng thái lạnh ở cái phần này, thì mình đã nói lúc đầu là nếu mà mở ra và họ thêm ba các bạn thêm trạng thái lạnh mà các bạn không có là suối thì các bạn sẽ bị thì họ nói là nếu mà các bạn có trạng thái lạnh mà bằng 4 hoặc là hơn á thì sẽ bị tăng thêm một level bệnh cho ba cái người tăng một level bệnh cho cả ba người luôn. Ok, thì hiện tại thì tụi mình không có cái icon lạnh đó nên có thể bỏ qua. Và cái họ bảo tiếp theo là cái vị trí mà các bạn sẽ đi ăn đêm tiếp theo là phải đổi cái vị trí, và sau đó là các bạn phải giải quyết cái character A cho tất cả các nhân vật. Ok, thì bây giờ mình sẽ giải quyết cái character A của từng nhân vật ha. Thì đây là Bruno. Thì character A của họ, của Bruno thì nói gì? Là nếu mà không có một cái điếu thuốc ở trong cái kho lưu trữ thì sẽ bị thêm một buồn. Ok, thì bạn ấy sẽ thêm một buồn. Thì đây là character A của bạn Sebeta đây. Thì cái này nói là nếu mà trong bất kỳ người nào trong nhóm mà có level đói level 3 thì thêm một level buồn cho Sebeta. Thì bà ấy đang, chính Sebeta đang có level đói số 3. Thì ok, một cái buồn cho Sebeta thôi. Và ở Slata Chapter A thì nếu có một guitar trong cái hộp
hộp đồ thì sẽ thêm một sẽ giảm được một level buồn cho hai người còn lại. Thì hiện tại thì chúng ta chỉ có đàn gãy thôi, không, nó không được tính là đàn rồi, nên là không thể làm như vậy được. Ok, thì bây giờ đó là xong, là mình đã giải quyết xong cái lá bài số phận của ngày đầu tiên rồi. Và bây giờ mình sẽ tới cái lá bài cơ hội. Thì cái lá bài cơ hội đây mình sẽ lật lên và mình sẽ chọn một trong hai ha. Thì ngày nào cũng như vậy thôi. Đó. Thì thì cái lá bài này mình thấy rất là hay nè. Là nó là mình sẽ sử dụng bất kỳ cái thời gian nào cũng được. Và nó sẽ biến thành một cái vật dụng mà đang gãy thành một vật dụng hoàn chỉnh. Và ở đây thì họ sẽ nói là họ sẽ tìm sóc và giải quyết hai cái lá bài ở cái một người ghé thăm. Thì mình thấy là hiện tại mình đang có cái đàn guitar, mình đang cần rất là cần cái này để mà mình có thể tiết kiệm được cái nguyên liệu để mà mình sửa cái đàn, nên là mình sẽ chọn cái này và mình sẽ bắt lại cái này ở vài vị trí của nó. Ok, thì mình sẽ chọn cái này và mình đặt cái đây để mình sẽ sử dụng. Và sau khi mà mình đã giải quyết xong thì mình sẽ tiếp tục bóc cái chương số 2 đây. À, và lúc đầu mình quên là mình là không bóc cái lá bài thử thách đây rồi. Ok, thì cái lá bài này là cái bài giúp đỡ ha. Ok, thì đó, thì đây là mình đã kết thúc video chơi demo của mình rồi. Thì sau tổng kết một ngày đầu tiên thì các bạn thấy là Bruno thì đói level 2 nè, mệt mỏi level 1 nè, và buồn level 1 nè. Thì Bruno sẽ chỉ có hai hoạt động thôi, thì tính theo cái thẻ mà có cái chấm đen nhiều nhất đó. Sveta thì đói level 3 nè, buồn level 1 và mệt mỏi level 1. Thì Sveta cũng chỉ có hai hoạt động cho ngày mới thôi. Và Zrata thì mặc dù là đã đối level 1 thôi thì đa số sẽ được ban động nếu không có cái này. Ok, thì cái này thì mình nghĩ là mình nên cho bạn ấy ngủ để mà bạn ấy giảm được. Và đây, khi mà kết thúc sau khi các bạn đã lật tất cả các lá bài thì các bạn sẽ thêm hai cái lá bài nguy hiểm vào như mình đã nói lúc đầu đó. Thì đây, các bạn sẽ thêm cái lá bài có những cái chấm thang này vào. Ok, thì bây giờ mình sẽ bất kỳ thôi. Một lá bài này thêm vào, một lá bài này thêm vào. Một xíu nữa thì mình sẽ sóc hai cái đó lên. Thì đây là cũng là kết thúc chơi video hôm nay của mình rồi. Mình chỉ chơi demo một ngày đầu tiên thôi. Thì các bạn thấy sao về cái game này? Thì mình thì ngày đầu thì cũng đỡ đỡ thôi, nhưng mà ngày 2 và ngày 3 thì đối với mình là rất là kinh khủng. Tại vì mình rất là tuột mút và rất nhiều lần rất là nản luôn. Thì các bạn hãy cho mình biết cảm nhận của các bạn về game này ha. Và nếu mà mình có hướng dẫn sai sót gì thì các bạn cũng góp ý cho mình luôn ha, để các mình có thể rút kinh nghiệm, tại vì mình cũng đang học chơi mà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn tại những video sắp tới của mình ha. Bye bye.